Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bố trí vốn phòng chống sạt lở đồng bằng sông Cửu Long phải có trọng tâm, trọng điểm. Công bố kết quả kiểm tra toàn diện hoạt động TikTok tại Việt Nam. Cơ hội cho ngành công nghiệp bán dẫn. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Nga khẳng định sức mạnh nền kinh tế quốc gia. Lũ lụt tại Ấn Độ, ít nhất 14 người thiệt mạng. Thưa quý vị, tối qua ngày 5 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với các bộ liên quan về phương án bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, các địa phương, vùng đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tác động của môi trường. Nhằm thống nhất danh mục và nguồn vốn bố trí cho các dự án đảm bảo theo nguyên tắc xử lý cấp bách, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, đối với các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng đã chỉ đạo theo góp ý của các cơ quan quốc hội là phải sử dụng nguồn dự phòng, việc kịp thời xử lý khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển, vùng đồng bằng sông Cửu Long do ảnh hưởng của thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là cần thiết và cấp bách, đã được lãnh đạo chính phủ chỉ đạo. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất về danh mục dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu hai bộ phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan sớm hoàn thiện phương án hỗ trợ, mức vốn hỗ trợ cụ thể cho các dự án, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng quy định về đối tượng, điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan. Việc bố trí vốn phải bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt lưu ý đối tượng sử dụng vốn phải phù hợp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, các dự án phải đáp ứng yêu cầu là dự án cấp bách, đảm bảo quy định là đã sử dụng nguồn dự phòng của địa phương nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, cần có sự hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương. Theo cơ sở ý kiến của 13 địa phương và các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ về tổng nguồn là bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để hỗ trợ cho 13 địa phương. Đến hết quý 3 năm nay, nhiều tỉnh thành trong cả nước có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt kỳ vọng. Vì vậy, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong quý 4 năm nay được coi là nhiệm vụ quan trọng trong điều hành của chính quyền địa phương. Tỉnh Quảng Ninh hiện mới giải ngân vốn đầu tư công được 42,3% so với kế hoạch giao đầu năm 2023. Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm được các sở ngành, chủ đầu tư, địa phương lý giải là do thiếu hụt nguồn vật liệu san lấp, giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công, đấu giá thu tiền sử dụng đất, tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, quý 4 là thời điểm các dự án sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, kết hợp với thời tiết thuận lợi, khô ráo, ít mưa. Do đó, đây cũng là thời điểm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm và khởi công toàn bộ các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các dự án có kế hoạch vốn lớn. Còn tại Khánh Hòa, bước sang quý 4 năm 2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh chưa như kỳ vọng, khi mục tiêu giải ngân từ 95% trở lên vào cuối năm. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong 3 năm gần đây, quý 4 thường có tỷ lệ giải ngân cao gấp 2 lần các quý trong năm. Từ nay đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 là thời gian kết thúc giải ngân của năm, tỉnh sẽ gấp rút giải ngân vốn, cố gắng hoàn thành mục tiêu giải ngân đạt từ 95 đến 100%. Số lượng dự án dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023 đạt khoảng 40 dự án thuộc cấp tỉnh quản lý. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ước tính trong quý 4 năm 2023 sẽ có khoảng hơn 53.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, giảm 26% so với quý 3. Bất động sản là nhóm có tỷ trọng lớn nhất, chiếm gần 44% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong quý này. Áp lực đáo hạn sẽ hạ nhiệt trong quý 4 năm nay và quý 1 năm 2024, sau đó sẽ tăng mạnh trở lại trong quý 2 năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng gần 168.000 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ giảm 38%, phát hành công chúng tăng mạnh 141%.
Thưa quý vị, liên quan đến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 123 quy định về hóa đơn, Tổng cục Thuế cho biết sẽ bổ sung thêm trường hợp bị dừng xuất hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế đề xuất bổ sung 5 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử gồm 1. Cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế dấu hiệu doanh nghiệp được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp. 2. Người nộp thuế bị giám sát trọng điểm về thuế. 3. Người nộp thuế có dấu hiệu bất thường theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế. 4. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán hoặc nộp thuế theo từng lần phát sinh. 5. Người nộp thuế có văn bản đề nghị tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Tổng cục Thuế, hiện nay có 7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, thời gian qua đã phát sinh một số vụ án gian lận trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử khi hoàn thuế giá trị gia tăng. Sau hơn 4 tháng triển khai kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết văn phòng TikTok và công ty TikTok tại Việt Nam không trực tiếp tham gia hoạt động quản lý, cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua trang web tiktok.com và ứng dụng TikTok. Đoàn kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác lập được một số hành vi vi phạm của TikTok Singapore khi cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam. Liên quan việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội về bảo vệ trẻ em, thông tin giả mạo, xuyên tạc, kích động bạo lực, kích động tệ nạn xã hội, thông tin gây hại cho trẻ em. Quy trình kiểm duyệt nội dung chưa hiệu quả, để lọt nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, không có biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Về hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, TikTok chưa công bố thông tin về chủ sở hữu ứng dụng trên trang chủ của ứng dụng TikTok Shop theo quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu văn phòng TikTok chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới vào Việt Nam thông qua ứng dụng TikTok. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có biện pháp xử lý, buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam đã được chỉ ra. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, qua kiểm tra, lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đã xử phạt và thu hồi hơn 6.200 phù hiệu của phương tiện vận tải hành khách vì vi phạm tốc độ. Từ đầu năm đến nay, thông qua các đợt kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản gần 2.400 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 3,5 tỷ đồng. Qua đó đã thu hồi 6.236 phù hiệu vi phạm tốc độ. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bưởi, cơ quan chức năng đã thu hồi 246 phù hiệu. Đây là đơn vị vận tải có phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người thiệt mạng xảy ra mới đây tại tỉnh Đồng Nai. Hành khách, người dân mà có nhu cầu di chuyển đến các tỉnh thành cũng như trở lại thành phố Hồ Chí Minh, trong trường hợp mà không đi theo đoàn thì nên vào các bến xe để chúng ta ở tại bến xe được kiểm tra kỹ về điều kiện an toàn trước khi xuất bến, về tài xế có vi phạm nồng độ hay chất kích thích, sử dụng chất kích thích hay không, hay là đủ điều kiện tham gia giao thông không. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bưởi và các đơn vị khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện các chuyên đề về kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm trật tự giao thông. Chỉ trong ít phút tổ chức lập chốt kiểm soát tại khu vực giao lộ Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, quận 1, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện xử lý 4 trường hợp học sinh vi phạm về độ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Với lỗi vi phạm này, người điều khiển xe bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện. Sau đó, phụ huynh học sinh hoặc chủ phương tiện có nghĩa vụ đến trụ sở cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc. Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn xử phạt chủ phương tiện lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 58 Luật Giao thông đường bộ với mức phạt từ 1,4 đến 2,8 triệu đồng. Năm học mới đã bắt đầu, cảnh sát giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ liên tục tổ chức các đợt tuyên truyền an toàn giao thông học đường kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông. Thưa quý vị, bệnh bạch hầu đã xuất hiện và lây lan nhanh ở các tỉnh phía Bắc. Theo các chuyên gia, bệnh bạch hầu rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Đáng nói, bạch hầu thể tối cấp khiến người bệnh tử vong chỉ trong 24 đến 48 giờ. Vì vậy, người dân cần hết sức lưu ý những dấu hiệu ban đầu của bệnh để tới thăm khám kịp thời.
Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại những biến chứng nguy hiểm. Khi một cơ vi khuẩn bạch hầu vào trong cơ thể thì nó tiết ra độc tố, tiết ra ngoại độc tố. Cái độc tố này có thể đi vào máu và lan đến khắp các nơi trong cơ thể và nó làm tổn thương nhiều nơi, đặc biệt là nó có thể biến chứng làm cho tổn thương viêm cơ tim cấp và có thể viêm tổ chức thần kinh, dây thần kinh. Với bệnh bạch hầu ở hệ hô hấp, một số triệu chứng rất giống với cảm sốt viêm họng thông thường như ho, sốt, chảy nước mũi. Vì vậy, người dân nên lưu ý các dấu hiệu ban đầu và tới cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ. Người bị mắc bệnh bạch hầu ấy, họng đỏ, rồi sưng lên, rồi ở vùng họng và phía trước của amidan có cái giả mạc màu trắng ngà hoặc là vàng xám. Còn ví dụ như bạch hầu thanh quản thì là tiếng ho ngỏng, rồi khàn tiếng, thậm chí nếu mà giai đoạn nặng hơn thì là thở rít. Cái biến chứng của bệnh bạch hầu có thể có những vấn đề về viêm phổi này, suy tim này, viêm kết mạc hoặc là tử vong. Bệnh thường diễn tiến nhanh trong khoảng 6 đến 10 ngày và tỷ lệ tử vong rơi vào khoảng từ 5 đến 10%. Vài năm trở lại đây, tại Tây Nguyên và gần đây nhất là một số tỉnh miền núi phía Bắc bắt đầu có ghi nhận ca bệnh trở lại. Hầu hết các địa phương này thuộc vùng sâu, vùng xa, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh giảm hoặc gián đoạn dẫn đến ca bệnh tăng. Vaccine bạch hầu có tỷ lệ bảo vệ lên đến 97%, và đây là cách hữu hiệu nhất để phòng bệnh. Vì vậy, người dân cần tuân thủ các mũi tiêm phòng bạch hầu. Ngoài ra, cần vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, môi trường sống, vệ sinh tay, bảo vệ sức khỏe trước vi khuẩn gây bệnh bạch hầu. Tiếp theo trong chương trình, xuất khẩu gạo Việt Nam đặt kỳ vọng kim ngạch 4,5 tỷ đô la Mỹ. Cơ hội cho ngành công nghiệp bán dẫn. Thưa quý vị, hồi 0 giờ 26 phút rạng sáng nay mùng 6 tháng 10, một vụ cháy nhà tại thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương khiến 4 người bị mắc kẹt. Rất may lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hải Phòng đã đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu, chiếc ô tô để trong ngôi nhà bị cháy và đã chặn cửa thoát nạn. Đến 0 giờ 48 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Các xe chữa cháy tiếp tục phun nước ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Vụ cháy được xử lý kịp thời nên cả 4 người trong nhà đều an toàn. Thiệt hại ban đầu được xác định đã cháy hỏng một xe ô tô cùng một số đồ dùng gia đình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay, miền Bắc sẽ giảm nhiệt do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên. Nhiều khu vực xuất hiện mưa dông trong những ngày cuối tuần. Từ chiều tối và đêm nay mùng 6 tháng 10 đến sáng mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Do mưa xảy ra sau giai đoạn oi nóng, người dân đề phòng các hiện tượng đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Ngoài ra, mưa khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm nhanh trong hai ngày cuối tuần này là mùng 7 và mùng 8 tháng 10. Trong đó, nhiều nơi như Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đồng bằng Bắc Bộ có thể chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 30 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với một ngày trước. Thưa quý vị, huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là địa phương thường xuyên hứng chịu thiên tai bão lũ. Những năm gần đây, địa bàn có nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng đến khu vực dân cư, gây nguy cơ mất an toàn. Để chủ động ứng phó với các tình huống, huyện đã chú trọng xây dựng các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa là địa phương có nhiều điểm nguy cơ xảy ra sạt lở. Những năm qua, các hộ dân sống dọc bờ sông Danh luôn thấp thỏm, lo âu khi tình trạng sạt lở ngày càng lấn sâu vào nhà dân. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã đưa ra các phương án để giúp người dân chủ động ứng phó khi mùa mưa lũ về. Thì hàng năm thì đến vào mùa mưa lũ, ủy ban xã là lên danh sách các cái trường hợp ở ven sông có nguy cơ sạt lở là để là di dời lên chứ đảm bảo an toàn cho bà con tránh lũ, tránh nguy cơ rủi ro xảy ra trên địa bàn xã. Cùng với sạt lở bờ sông,
Thời gian gần đây, trên sườn đồi tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ xảy ra sạt lở, trong khi các khu tái định cư để giúp các hộ dân đến nơi an toàn vẫn chưa có. Trong phương án đề ra là khi mà có mưa lũ xảy ra thì tập trung lực lượng để di dời bà con đến điểm an toàn và để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối về người là quan trọng nhất. Trên hệ thống loa thì chúng tôi thường xuyên là thông tin tuyên truyền để bà con nhận thức được cái vấn đề nguy hiểm về cái sạt lở núi. Chúng tôi phải rà soát lại các cái điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở núi, sạt lở bờ sông, rồi các cái điểm xung yếu có nguy cơ lũ quét và ngập lụt cao. Đồng thời cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân huyện thành lập đoàn kiểm tra thực hiện công tác phòng chống thiên tai tại các xã và đến nay đã hoàn thành. Bước vào mùa mưa bão, bên cạnh các phương án, kế hoạch của chính quyền địa phương thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trong công tác phòng tránh để giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 40,4%, cao nhất từ trước tới nay. Với đà này, dự kiến cả năm 2023 xuất khẩu sẽ lập kỷ lục trên 8 triệu tấn với kim ngạch khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 3 tháng cuối năm dự kiến sẽ thu hoạch gần 10 triệu tấn lúa mùa và vụ thu đông, tương đương với hơn 5 triệu tấn gạo. Với sản lượng này, ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, vẫn còn dư khoảng 1,5 triệu tấn gạo có thể xuất khẩu. Nhận định từ các chuyên gia, cơ hội xuất khẩu gạo từ nay đến cuối năm vẫn còn rất lớn khi các nước vẫn đang tăng cường nhập khẩu gạo để dự trữ. Đặc biệt, hiện nay sản xuất lúa gạo tại Malaysia vẫn cần nhập khẩu tới 30% để đảm bảo yêu cầu tiêu dùng và dự trữ trong nước. Thưa quý vị, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới xác định bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà máy Z-183 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hiện thực hóa nghị quyết trên bằng kết quả cao trong thực tiễn. Là nhà máy sản xuất vũ khí lớn của ngành quân giới, nhà máy Z-183 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội, thực hiện nghị quyết Trung ương 8 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng. Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã quán triệt, Đảng ủy nhà máy Z-183 đã thực hiện gắn sản xuất kinh tế với thực hiện an ninh quốc phòng. Trong đó, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của nhà máy, đồng thời đưa ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thay đổi tư duy toàn diện, có dự báo và định hướng đúng trong phát triển sản xuất kinh tế, thành lập bộ phận nghiên cứu phát triển, xây dựng chiến lược kinh doanh, tăng cường nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thị trường mới, đổi mới mẫu mã sản phẩm, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chứng nhận chất lượng quốc tế và các tiêu chuẩn Việt Nam, tham gia các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, ưu tiên sản phẩm sản xuất loạt và các sản phẩm truyền thống có thế mạnh. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tăng trưởng sản xuất kinh tế trong 10 năm qua thường xuyên đạt trên mức 15% trên năm. Sản phẩm sản xuất kinh tế đã thực sự mang lại động lực phát triển cho nhà máy. Nhận thức rõ quan điểm kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh của Đảng và hướng tới thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhà máy Z-183 đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp trong nước và xuất khẩu, phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại. Thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế với quốc phòng, xây dựng công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lập, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tham mưu kiện toàn tổ chức lực lượng nhà máy theo hướng tinh gọn, mạnh, có trình độ quản lý tiên tiến, đội ngũ cán bộ năng động, nhạy bén, thích ứng linh hoạt với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, không ngừng đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững về giá trị và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Chúng tôi sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu thị trường, dự báo tình hình, tận dụng thời cơ mang lại từ các hiệp định thương mại tự do, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tăng cường tính chủ động, không để bị động, phụ thuộc vào một số ít thị trường cố định. Hiện mức tăng trưởng bình quân, giá trị sản xuất, doanh thu sản xuất kinh tế của nhà máy đã tăng trên 15% một năm, nộp ngân sách tăng bình quân 29% một năm. Dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi số doanh nghiệp, bảo đảm đủ các yếu tố, xây dựng nhà máy thông minh, đáp ứng yêu cầu nghị quyết Trung ương trong phát triển kinh tế xã hội.
Thưa quý vị, thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng hai con số và đạt ngưỡng 1.000 tỷ trong 7 năm nữa. Đó là dự báo được đưa ra bởi Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đông Nam Á. Vậy Việt Nam đang đứng ở đâu và có cơ hội gì trong lĩnh vực đầy triển vọng này? Đó là chủ đề của Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay. Trong 7 tháng liền, Việt Nam cung cấp tới 10% nhu cầu chip nhập khẩu của thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, con số còn có thể tăng lên nhanh chóng khi hàng loạt doanh nghiệp công nghệ tổ chức lại chuỗi cung ứng, đầu tư mạnh mẽ vào các quốc gia Đông Nam Á. Và mới đây nhất, trong tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập chuỗi cung ứng bán dẫn bền vững và linh hoạt. Thưa quý vị, chip bán dẫn được xem là trái tim của các thiết bị điện tử và cũng là nền tảng của tính toán hiện đại. Vai trò của nó càng quan trọng hơn khi thế giới bước vào giai đoạn bùng nổ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn. Và trong làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực bán dẫn ở Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá đang đứng trước cơ hội có 102 để phát triển ngành công nghiệp này. Để có thể ra một con chip bán dẫn, cần qua 3 công đoạn chính là thiết kế, chế tạo và kiểm tra đóng gói. Kiểm tra đóng gói là công đoạn có giá trị thấp nhất và tốn lao động nhất, trong khi thiết kế lại có giá trị cao hơn hẳn. Điều đáng nói là Việt Nam đủ khả năng đảm nhận công đoạn thiết kế một số dòng chip tầm trung. Đó là lý do Samsung, LG hay Qualcomm đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Với khâu thiết kế, cần phải có nhiều kỹ sư trình độ cao. Và tôi nghĩ Việt Nam là một điểm đến tốt để các công ty đến và mở trung tâm thiết kế tại đây. Còn để xây dựng một nhà máy chế tạo linh kiện bán dẫn cao cấp, phải tốn đến 20 đến 30 tỷ đô la Mỹ. Việc đó nói thì dễ, nhưng hiện thực hóa ở Việt Nam thì không hề đơn giản. Nói đến vi mạch bán dẫn thì đa phần người ta nghĩ đến là sản phẩm high-end, là 5 nano, là 3 nano và ít hơn nữa. Tuy nhiên thì khi nhìn bức tranh tổng thể thì có 75% sản phẩm vi mạch bán dẫn trên thị trường là trên 28 nano, tức là công nghệ trung bình. Và đó chính là cơ hội cho các nước đang phát triển. Trong thời gian qua, hàng chục tỷ đô la Mỹ vốn FDI đã được đổ vào các dự án bán dẫn ở Đông Nam Á. Singapore đang trở thành nhà sản xuất hàng đầu. Malaysia cũng đang tăng tốc khi 6 trên 12 tập đoàn sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới đã có nhà máy tại đây. Việt Nam, Philippines và Thái Lan là các nước được đánh giá đang dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và thiết kế vi mạch. Cùng với đó, hoạt động kết nối cũng đang được đẩy mạnh nhằm tạo ra một hệ sinh thái bán dẫn Đông Nam Á. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi xa thì đi cùng nhau. Vai trò của chúng tôi là kết nối các quốc gia ASEAN trở thành một trung tâm sản xuất bán dẫn thu hút và cạnh tranh với các quốc gia hay khu vực khác trên thế giới. Mỗi một quốc gia như Singapore, Malaysia hay Việt Nam đều có thế mạnh. Giờ là lúc kết nối các hệ sinh thái bán dẫn này với nhau. Sự chuyển dịch dòng vốn đầu tư công nghệ bán dẫn là cơ hội chung cho các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, Việt Nam với những lợi thế nhất định về nguồn nhân lực đã và đang tham gia vào công đoạn nghiên cứu, phát triển và thiết kế là những công đoạn có giá trị gia tăng tương đối cao trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Đó được xem là cơ hội để Việt Nam tăng tốc và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Cái hy vọng rất lớn cho đất nước. Tại vì chúng ta vươn lên bằng cách nào? Người Việt Nam sẽ phồn vinh bằng cách nào? Thì cái con đường mà khoa học công nghệ là con đường ngắn nhất. Thưa quý vị, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với chất lượng tương đối cao của nguồn nhân lực trong nước tạo ra điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển ngành bán dẫn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là những điều kiện cần và chưa đủ để bảo đảm ngành bán dẫn sẽ phát triển mạnh mẽ, chất lượng trong thời gian tới. Vậy Việt Nam cần phải làm gì? Tạo ra những điều kiện như thế nào để ngành bán dẫn có đủ sức làm chủ công đoạn, có giá trị gia tăng cao trong chuỗi bán dẫn toàn cầu và thực sự trở thành một động lực thúc đẩy cả nền kinh tế? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong chương trình Tâm điểm Kinh tế tiếp theo. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 5 tháng 10 tại phiên toàn thể trong ngày cuối cùng của Hội nghị Thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Vandai lần thứ 20 diễn ra ở Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này vẫn vững vàng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Phát biểu tại Sochi, Nga, tại Hội nghị Thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Vandai lần thứ 20, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng thu nhập thực tế của người dân Nga đã tăng hơn 12%
trong khi thu nhập của người dân ở châu Âu lại giảm. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này đã tăng gần gấp đôi, trong khi Nga vẫn thặng dư ngân sách và khẳng định nền kinh tế Nga có đủ khả năng bù đắp cho những phí tổn quân sự trong chiến dịch tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng thừa nhận các vấn đề kinh tế của nước này như tình trạng thiếu lao động và lạm phát. Theo thống kê sơ bộ, kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, các nước phương Tây đã áp đặt hơn 13.000 biện pháp hạn chế đối với Nga. Tuy nhiên, GDP của Nga chỉ giảm 2,1% vào năm 2020. Trong dự báo mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng dự đoán nền kinh tế Nga vẫn tăng trưởng trong năm 2023. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sáng ngày 6 tháng 10 ra thông báo cho biết đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích Đảng Công nhân Người Quốc PKK ở miền Bắc quốc gia láng giềng Syria trong đêm ngày 5 tháng 10. Đợt không kích vào khu vực của Đảng Công nhân Người Quốc PKK của Thổ Nhĩ Kỳ phát động, phá hủy ít nhất 30 mục tiêu, được tiến hành chỉ chưa đầy một ngày sau khi lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ xác định hai phần tử PKK đã thực hiện vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Ankara đến từ miền Bắc Syria. Các mục tiêu bị phá hủy trong đợt không kích có một số giếng dầu, kho chứa nhiên liệu, hầm vũ khí và nơi ẩn náu của các tay súng. Trong một diễn biến liên quan tới chiến dịch không kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào lực lượng người quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6 tháng 10 cho biết đã điều máy bay chiến đấu bắn hạ một máy bay không người lái UAV có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ khi nó đang hoạt động trên bầu trời Syria. Ông Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết Washington thực hiện hoạt động này sau khi đã cố gắng liên lạc với Ankara nhằm thông báo chiếc UAV đang triển khai gần khu vực bộ binh Mỹ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận sở hữu máy bay không người lái này. Ngày 5 tháng 10, Nhật Bản đã bắt đầu đợt 2 xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương, sau khi đợt xả thứ nhất đã được thực hiện trong các giới hạn an toàn cho phép từ ngày 24 tháng 8 đến 11 tháng 9. Đợt xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản lần này dự kiến kéo dài từ 5 tháng 10 đến 23 tháng 10 với tổng cộng 7.800 tấn nước, tương đương với lượng nước đã xả trong đợt đầu. Theo kế hoạch, mỗi ngày xả khoảng 460 tấn. Từ đợt xả đầu tiên, chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh Fukushima và công ty điện lực Tokyo TEPCO đã phân tích định kỳ lượng tritium trong nước biển và cá quanh nhà máy và không ghi nhận bất thường. Từ ngày 4 tháng 10, TEPCO cũng đã đo nồng độ tritium trong nước đã qua xử lý phóng xạ và kết quả cho thấy 87 becquerel trong một lít nước, thấp hơn mức tiêu chuẩn được phép xả. Một ngày sau đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cũng ra thông cáo báo chí khẳng định nồng độ tritium trong nước xả thải đợt 2 dưới ngưỡng giới hạn cho phép. Ngày 5 tháng 10, giới chức Ấn Độ cho biết trận lũ quét ở bang Sikkim, đông bắc nước này đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 102 người khác mất tích, trong đó có 23 binh sĩ. Theo giới chức Ấn Độ, nguyên nhân lũ lụt là do mưa lớn tại khu vực hồ Lốc Nác khiến mực nước đập trung thang ở thượng nguồn dâng cao, buộc cơ quan quản lý phải xả nước xuống hạ nguồn, gây ra lũ lụt và lũ quét ở khu vực sông Testa. Sự việc làm ít nhất 14 người thiệt mạng và 103 người mất tích, trong đó có 23 binh sĩ đang làm nhiệm vụ và 22 người khác bị ảnh hưởng. Ngoài ra, 11 cây cầu cũng đã bị lũ cuốn trôi. Khu vực xảy ra thảm họa gần biên giới của Ấn Độ với Nepal và Trung Quốc. Đây là một trong những sự việc chết chóc mới nhất liên quan tới thời tiết tại khu vực đồi núi ở Nam Á do biến đổi khí hậu. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do mưa lớn, ngập lụt và nước sông chảy xiết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.